Alo, alo, xin kính mời bà con nhân dân thôn Tân Ninh lắng nghe thông báo. Thực hiện theo khuyến khích của Thủ tướng Chính phủ về việc trai gái nên kết hôn trước tuổi 30, nên cán bộ thôn chúng tôi xin được thông báo cho toàn thể bà con được biết, những hộ gia đình nào đang có con trai con gái ngót nghét tuổi 30 mà chưa chịu dừng vợ gả chồng, yêu cầu về nhà văn hóa thôn để ký cam kết những điều như sau. Điều thứ nhất, con trai đến bữa ăn xong không được ở nhà bấm điện thoại, chơi game, lướt Facebook, tụ tập đánh cờ bạc, uống rượu mà không chịu đi tán gái. Theo tìm hiểu của chúng tôi, tình trạng này đang phổ biến ở làng ta. Chiều chiều có dĩa lòng heo, có chén rượu gạo, đời nghèo vẫn vui. Các anh vẫn không chịu đi tán gái mà cứ thân mật gần gũi với nhau suốt ngày. Điều thứ hai, con gái chụp hình đăng Facebook, hạn chế chỉnh sửa ảnh, làm anh em khi gặp mặt tuyệt vọng và bất mãn về con gái thời nay, dần đến chẳng muốn cô gái nữa. Điều thứ ba, cha mẹ trong gia đình nên tạo điều kiện cung cấp xe phụ và một ít lộ phí cho cả con khi có nhu cầu, đừng eo hẹp quá kẻo nói. Điều thứ tư, bãi bỏ chính sách trai làng giữ gái làng, cắt bỏ chức đội trưởng đội bảo vệ gái làng của anh Dương Công Đoàn, thực hiện giao lưu văn hóa văn nghệ liên thôn liên xã, mở rộng địa bàn tán gái cho các đối tượng thanh thiếu niên, giao cho ban chấp hành chi đoàn tăng cường tổ chức giao lưu văn nghệ liên thôn liên xã. Điều thứ năm, nghiêm cấm tuyệt đối những trường hợp mấy em có bầu mà còn đi cô gái, nên nhường cơm xẻ áo chia sẻ với các anh em khác. Điều thứ sáu, vật chất rất quan trọng trong tiến trình tiến tới hôn nhân, đề nghị con em trong làng tăng gia sản xuất, cố gắng tích góp vốn cho tương lai. Điều thứ bảy, con gái trong làng nên chọn trai trong làng, chớ chê họ nghèo họ khổ vì họ khổ thật chứ không nói dối. Trên đây là thông báo của ban chỉ huy thôn, đề nghị anh chị em đang ngót nghét tuổi 30 thực hiện nghiêm túc. Chúng tôi sẽ lập biên bản xử lý xử phạt theo quy định của thôn.